Bạn muốn mua TV đến điện máy xanh, còn bạn muốn mua robot giá rẻ, ok hãy truy cập vào shopteamgroup.com. Tại đây robot cực kỳ giá rẻ và uy tín và chất lượng nha anh em, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là đây. Và hôm nay thì mình sẽ review một nhân vật phải gọi là ai cũng biết nha các bạn. Đó, người thầy quốc dân luôn mà. Đó chính là ai? Đó chính là tiên nhân háo sắc nha các bạn. Zaira, mình không có biết đọc cái tên ông này sao ta. Zaira hay là Zaira hay là Zaira các bạn. Mình chả biết nữa nên mình sẽ đọc ổng là tiên nhân nha các bạn, tiên nhân cho dễ. Mà đọc tiên nhân bình thường là không có đúng theo cốt truyện đúng không? Phải đọc là tiên nhân háo sắc nha các bạn. Thiệt chứ ông này cứ đi luyện tập cho Naruto là ông cứ chuyên gia chui vô phòng tắm nữ ông coi lén là thiệt chứ. Bừa thì coi cho lúc tập ông này đúng bừa luôn bạn, mà tập ông mất thiệt buồn ghê luôn mày, thiệt ổng hy sinh luôn á, hay thực sự. Hình như ổng là thầy của Minato với lại Naruto luôn mà. Đó, từ từ, đúng rồi, ổng là thầy của cả hai luôn các bạn, nên ông này phải gọi là cực mạnh luôn. Ông cũng có hiền nhân thuật luôn mà, mình nghĩ chắc mốt lên 6 sao là hiền nhân thuật á. Ơi, nói tới hiền nhân thuật một cái là mình có một điều là hơi kỳ nha các bạn. À không có kỳ, không có kỳ, đúng rồi đúng rồi. Tại Naruto hiền nhân thuật có 4 sao à, đúng rồi. Naruto lên hiền nhân thuật luôn rồi mà có 4 sao à, ông này lên hiền nhân thuật lên tới 6 sao nữa mày. Hình như lúc ổng lên hiền nhân thuật là ổng bắt đầu giống ếch đấy bạn. Đó, bắt đầu biến dạng á. Nhìn cái mũi ổng thành cốc các bạn, nhìn ghê lắm, mũi một cốc lên á. Trời ơi. Đó, rồi để coi lần này coi trong game ổng mạnh như thế nào nha bạn. Mới vô 25, ủa 21. Tầm đánh sai vậy. Down là 175 và thời gian đánh là 4.8 giây nữa bạn. Đó thì mình sẽ đánh với lại một người mà hầu hết ai cũng biết đúng không, đó chính là bạn thân học chung của ông tiên nhân này. Đó cũng là một Sannin đúng không ta, Sannin huyền thoại nhé bạn, trong bộ 3 đó, đó chính là Orochimaru đây. Đó, tiêu diệt Orochimaru luôn nhé bạn. Hình như cả ba đều có khả năng triệu hồi, đều là hiền nhân thuật luôn hay sao á, mình nhớ không có rõ nữa, nhưng mà mình nhớ cả ba đều là Sannin huyền thoại mà, bộ 3 luôn nên rất là mạnh. Rồi để coi trong game này làm ổng mạnh như thế nào nhé bạn. Ổng có 5 sao rồi à, dễ quay lắm đâu. Ổng cũng mới vô đặt được nữa, có 500 mà rẻ dâu thôi. À mà các bạn thắc mắc là tại sao mình chơi Bo đúng không? Đó thì các bạn hiểu đó, mình lúc mà mình quay con kia là mình đã hết sạch game luôn rồi các bạn, mình quay thêm một con mới nữa là mình hết sạch game luôn, nên hiện tại bây giờ là mình không có đủ game để quay ra được ông này luôn á, chứ khổ vậy đó. Nên lúc ổng bán là mình chỉ có vô Bo các bạn, mà Bo hơn nha, Bo nó có ít game hơn mình nữa các bạn, mà nó hơn, nó quay có 10 lần ra, bởi vậy nên mình phải mượn ké ặt nó liền các bạn. Cực khổ lắm mà, bởi vậy nghèo nó vậy các bạn, khổ lắm. Rồi mới vô đặt ổng ra thôi. Mới vô ổng làm gì đây? Ui, ôi vẫn là cái AOE kỳ lạ này hả? Vẫn là AOE kỳ lạ nhưng mà cái rất là bự nha các bạn. Cái AOE kỳ lạ này rất là bự luôn á, nó bự dãi thiệt chứ. Thấy không? Rất là bự luôn nha. Nhưng mà ngon, biết sao các bạn biết sao ngon không? Các bạn thấy cái tầm tới đây thôi đúng không? Đó, cái tầm chỉ tới đây nhưng mà cái dòng này nó bự ra ngoài cái dòng cái tầm đánh luôn, phải không? Là nó nổ ra tới đây luôn nè. Nè, các bạn nhìn nè. Tới đây là con quái đã toan rồi nè. Đây. Ủa, à vậy là con sao mới dính thôi bạn ơi. Trời ơi, không bật này lên. Ủa, không dính luôn vậy, sao kỳ vậy? Nè, con sao dính không nè. Ủa sao kỳ vậy? Mình tưởng là con sao nó dính luôn chứ bạn, là cái con đầu vô cái tầm đúng không? Là tại vì cái vòng tròn nó bự mà, nên con sao cũng dính luôn á chứ. Từ từ, vậy là mình phải kiếm mấy con mà đi gần nhau nữa nha bạn, tại vì con này nó còn cách xa quá, phải đi sát nhau thử coi. Đi sát nhau nữa, tại vì trong cái vòng này là AOE mà. Nhưng mà mình muốn coi AOE ngoài cái tầm luôn kìa. Thì mới vô là ổng hình như ổng phun lửa không ta. Ổng xài những thuật phun lửa á. Không biết nâng mát ổng có chịu hồi con cóc không trời. Đó, nâng mát chịu hồi con cóc nó mới đỉnh. Rồi mới vô ổng phun lửa hay sao á nè, đó. Đó, tôi phun lửa giống của Sasuke á bạn. Hỏa độn đúng không, hỏa độn đó. Nè, này dính hai không? Nè, này dính hai nè. Đúng rồi bạn ơi. Vậy đánh ngoài tầm luôn nha, nhưng mà phải vô sát tí. Đó, là con đầu nó phải vô cái tầm trong này nè, và con sao chỉ cần đứng trong cái chỗ một nửa thôi là dính hết. Ngon nha, ngon nha, mạnh đấy. Hỏa độn, hỏa độn. Rồi. Tiền nâng cũng rẻ nha bạn, 450 là nâng lên luôn. Ổng nâng, ổ sao nâng nhiều như vậy, sao mấy con gì đây, về sao nâng nhiều ghê chứ. Lên được 324 đam rồi nè. Chiều level 36 nữa chứ, nâng cũng nâng nữa. Rảnh thì chứ. Level 36 nha bạn, vẫn 4.8 luôn, chưa khác gì hết. Rồi. Chưa có gì khác luôn nha bạn, chưa có xài những thuật khác luôn, vẫn là những thuật hỏa độn. Rồi 500 này nâng luôn. Đó, đủ tiền luôn. Giờ lên tới 486 đam rồi nha các bạn. 486 đam rồi, ui đam to phết. Mới có 2 lần nâng mà 400 mấy đam rồi, vãi thiệt. Đúng là siêu phụ khác nha các bạn. Mà mình chả hiểu sao Minato 6 sao luôn rồi. Không biết có mạnh bằng ông này hay không nè. Vậy mới nói nè. Để coi Minato 6 sao nha các bạn. Với lại Naruto được mệnh danh là ninja mạnh nhất làng lá, mạnh nhất lịch sử làng lá luôn á. Mà mình thấy Naruto làm đúng yếu luôn, trời, yếu siêu vãi thiệt. Đó, còn siêu phụ là siêu phụ đây là trạng thái bình thường luôn nha bạn, đây siêu phụ trạng thái bình thường luôn nha. Chỉ xài hỏa độ nha, chưa xài tiên nhân thuật hay là hiền nhân thuật gì đó. Chưa xài một cái gì hết á. Đó, mà đã mạnh như vậy rồi, đánh cái dòng này nó hơi khó chịu tí bạn. Đánh trong dòng này lão quá. Rồi nâng tiếp nè. L là cộng thêm cái gì nè, energy nữa bạn, cái gì condensate energy nè. Nâng lên. Ôi tầm xa kìa. Phải lên 41 tầm cái gì á? À Rasengan. Đó, cái chiều này là đồ Rasengan ông bự dữ. Ông bự hơn Minato luôn các bạn. Trời ơi đá luôn kìa. Bự hơn cả Naruto với Minato luôn nha. Thiệt. Hình như Naruto Rasengan là chỉ có hình như từ Naruto hình như lên 5 đâu có Rasengan đâu đúng không? Có chứ không? À gồng cái cục của chút S các bạn, đúng rồi. Mình nhớ là Naruto là gồng cục chút S đó, xong mà quăng ra các bạn. Cái cục của chút S à. Đó, có Naruto hiện nhân thuật thì quăng xa xa ra chút. Đó, Minato cũng vậy nha bạn. Minato xài cái Rasengan này bay tới đấm xuống đất á, cũng có chút S à, mình nhìn cái cục của ổng kìa. Đó hay chưa? Đâu thôi cục ổng bự. Đúng là thầy hiểu khác nha bạn. Dạy cái Rasengan này đỉnh thật sự. Đó, cục Rasengan bự tổ chảng luôn, bự hơn cả Minato với Naruto nữa. Bự thấy thiệt. Đó, trời chưa gì lên 1000 đam rồi kìa. Vãi thiệt mạnh. Rồi nhìn nâng tiếp nha, 1500 nha. Trời ơi tầm 56 thôi. Và đam lên được 1900 rồi nè. Trời ơi tầm 56 rồi kìa. Vãi thiệt, nhìn quy cái map vậy. Bự dữ vậy. Rồi 56 nha, lên 1900 đam rồi nè. Tiếp tục nha bạn. Cái gì đây? Gizit Will là gì? Nâng lên luôn. Đâu còn làm gì đã. Đâu làm gì ạ? Ôi. Trời. Gì? Rasengan lửa luôn kìa. Này chiêu gì vậy ta? Mình không biết luôn nha. Ai da, chết rồi, quên rồi bạn ơi, mình không biết này là gì ta. Giống thổi lửa vô Rasengan vậy. Giống như thổi cái hỏa độn vô Rasengan đó bạn. Ờ, mình không có biết luôn ta, sao kỹ ta. Trời ơi, đó, ổng Rasengan lửa luôn hả bạn, đỉnh thiệt sự. Wow, mạnh chứ kìa. Này giống kiểu Rasengan tiến hóa á bạn. Đó này không? Giống như thổi lửa vô cục Rasengan vậy, tại Rasengan này hình như là nén khí mà bạn. Đó, thổi lửa vô nữa. À, truyền lửa vô á bạn. Đó. Nén khí gió hay gì á, không có nhớ rõ cái Rasengan là cái gì á, nhưng mà đưa lửa vô nữa. Các bạn thấy không? Rasengan lửa luôn kìa. Và hãy mạnh. Rồi, mình nâng lên tiếp nha. Mát rồi nè. Trời, gì vậy? Thôi. Level 36. 5300 đam. Tầm 91 mà. Trời ơi, quánh nó tới sao map. Vãi game thiệt, các bạn thấy không? Trời đánh từ đầu map tới cuối map luôn kìa. Ui, cái này không, mình đặt ổng xuống đây nữa bạn. Đặt ổng dưới đây nè, đó. Mình đặt ổng cách dưới đây nè. Là ổng đánh nguyên map thiệt luôn á. Và cái trời ơi cái AoE nó bự. Cái cùng Rasengan nó bự các bạn. Công nhận đỉnh thật sự. Đây. Chứ mình bán ông này đi ha. Mình nâng ông sao đi, nâng mát đi. Chết rồi bán lỗ vậy. Lỗ quá vậy. Đây mình nâng mát nha bạn, nâng mát thử coi ra tới nhà luôn không. Đặt ở giữa đây là đánh nguyên một map luôn á. Đó, lần nữa nè, lên 91 nè. Vãi tầm đã giờ. Ui, thật sự chứ. Sao ra lần update lần này mạnh quá bạn ơi. Ông đánh gì mà 91 dữ vậy? Wow, quá thật sự quá. Rasengan đỉnh thiệt. Rồi. Rồi nâng cái nữa nè để coi coi nó có đánh full máu không nha các bạn. Coi ổng có đánh full máu không. Nói thêm hả bạn. từ chỗ ra nè. Ồ, vô tới nhà luôn. Vãi game thiệt. Đã vậy. Thôi. Được nha. Ồ, cái dòng đúng bự luôn các bạn. Cái AOE kiểu mới nè, AOE kiểu này mình chả biết AOE nó kiểu gì đó. Cái AOE này rất là lạ nha các bạn, nó AOE gọi là gì ta? Cái này AOE vòng tròn mới chuẩn đó các bạn, đúng rồi. Còn cái kia là AOE toàn phần nha các bạn, cái kia là AOE nguyên một cái vòng tròn là toàn phần, còn này AOE chứ mình nghĩ AOE cứ một chỗ nè. Đó. Có một chỗ này mình nghĩ AOE vòng tròn đó các bạn. Còn kia là AOE toàn phần. Đó. Rất là mạnh luôn. Ôi. Báo quá thật sự chứ. Con này đi story chắc đặt. Trời ơi, đặt đánh mát luôn các bạn, đã lắm á. Được nha. Đúng là tiền nhân háo sắc. Đỉnh cao tiền. Ủa gì từ từ ổng làm gì vậy? Gì đây? À, ông dịch chuyển tới hả? Ông xài dịch chuyển. Tôi tưởng phân thân đó chứ. Ủa ông có phân thân không ta? Từ từ. Không mà ông đánh vậy là toan hết rồi. Ông đánh sao quá mà. Mạnh thật sự bạn, đánh có 4.8 mà bạn thấy không? Vừa hết Rasengan ông quay về là ông đánh tiếp luôn nè. Đó. Là ông gồng đánh tiếp luôn cũng như là liên tục vậy nên không có lâu lắm. Trời ơi, ông trưởng mà đá văng nữa bạn thấy không? Trời ơi bự. Cục bự chà bá vậy đó. Ông trưởng mà đá văng tùm lum hết. Ghê thiệt. Trời không biết có con nào mạnh như ổng luôn ta. Trừ với con 6 sao nha bạn, tại 6 sao mạnh là bình thường rồi, đang nói với con 5 sao thôi. Mà mình thấy con ông già này 5 sao, ông tiên nhân này 5 sao còn mạnh hơn cả Minato 6 sao đó chứ. Minato chỉ hơn cái là gì ta? Hơn cái tầm hơn cái đánh nhanh nữa bạn, đánh 3 giây còn ổng đánh lâu, nhưng mà cái tầm của ổng, cái tầm của ổng với cái đam của ổng là gấp mấy lần Minato rồi. Lắm. Hình như Minato lên 80 mới được 3.500 mà ổng mới 36 lên 5.000 rồi đó, kiểu vậy. Báo quá vậy. Được nha. Con này đi Tori hay là đi Infinity là tuyệt vời, không sao hết. Đó, nhưng mà nó đánh kiểu này hơi lỗ nha bạn, đánh vậy phải đánh tròn kìa. Đánh tròn là đánh ở giữa nè. Ôi trời. Phải cái đánh tròn bạn vô trời sao luôn vậy. Đây à, làm sao đánh giữa ta? Để chắc đánh quyết các bạn, quyết không biết con đầu này con giữa yếu ta. À con giữa nè, à đúng rồi bạn ơi. Vậy là chỉnh yếu nha bạn. Chỉnh thành quýt á, ngon hơn. Đó, chỉnh quýt là auto đánh trúng luôn. Auto đánh ở giữa là trúng hết. Đó mày không, đánh full map là cho đi thoải mái luôn. Đó thấy chưa? Bá thật sự cho vô tới đây luôn nè, vẫn đánh trúng. Mạnh dã man thì chứ. Trời nhìn ổng lao tới kìa. Đúng là đỉnh cao quá, không có gì để bàn cãi các bạn ơi. Ông mạnh quá, mạnh rồi. Ôi. Ông chỉ được. Ông đúng rồi. Đó quá bá. Được đó chứ. Rồi ra boss chưa Orochi? Orochi đâu rồi? Ôi. Nóng trưởng kìa các bạn. Đúng là không được gì hết, ngoài được cái háo sắc là ngon nhất các bạn. Đỉnh. Được thôi chứ trong này ông làm mà đặc biệt là ổng quá mạnh các bạn. Chắc mình nghĩ giờ sau lên 6 sao nữa đó nên các bạn quay dư đi. 6 sao ông sẽ lên dạng hiện nhân thuật á. Là ông biến thành cái dạng giống như cốc kìa. Là ông chịu hồi cốc ra hay sao á. Dạng hiện nhân thuật, ổng mạnh hơn nữa. Hay là mình làm có hai vợ chồng cốc các bạn, đứng trên vai nữa mới chuẩn nè, đó gọi là chuẩn bài luôn các bạn. Mình không có biết là hai cái cốc là gọi là cái gì đó quên rồi. Đó. Hai cốc nhỏ đứng hai bên á. Đó, cực mạnh luôn. Chọn quánh phát. Toàn luôn Orochi luôn mà bởi vậy. Orochi yếu quá. Không biết Orochi có bên vàng không ta? Hay là về sau chắc Orochi ra nữa các bạn, tại vì cho đủ bộ ba mà, bộ ba Sannin huyền thoại mà. Rồi. Thì thôi chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình có động lực làm clip hay hơn nữa ha. Còn giờ thì bye bye.